Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nấu ăn của Tú Lê Miền Tây. Hôm nay thì mình sẽ làm món thịt kho tàu hoặc là thịt kho rượu đó các bạn. Mềm ngon, rất là thơm luôn. Và hôm nay mình chia sẻ đến các bạn một cái bí quyết để cho thịt của mình nó được trong, thơm mùi thịt kho tàu chính hiệu luôn. Và để chuẩn bị cho cái món này thì ở đây mình sử dụng là 1,2 kg thịt ba rọi nha. Các bạn cũng có thể sử dụng thịt đùi nếu mà mình thích ha. Ở đây thì mình sử dụng thịt ba rọi, nó nửa nạc nửa mỡ, mình thích ăn cho nó mềm mềm đó. Thì khi mua về mình cũng đã sơ chế rửa sạch rồi. Và bên đây mình sẽ có thêm là 10 cái trứng vịt. Các bạn ăn ít thì mình sử dụng 5 trứng cũng được nha. Để cho món thịt kho tàu của mình được thơm ngon đúng vị thì ở đây mình sử dụng là 1,2 lít nước dừa tươi, là khoảng 2 trái dừa tươi to đó. Mình mua thì mình kêu người bán là lấy cái trái dừa nó hơi cứng cại, là nó hơi già chút xíu đó các bạn. Cái nước nó sẽ hơi ngọt, chứ các bạn đừng có lấy cái trái non quá thì mình kho cái thịt của mình nó sẽ không có lên cái mùi thơm đúng vị thịt kho tàu và không có được ngon nha. Ở đây mình sẽ có 2 muỗng cà phê bột ngọt, 4 muỗng canh đường, 2 muỗng canh tỏi băm và 120ml nước mắm ngon nha các bạn. Cái phần thịt này thì mình cũng đã sơ chế rửa sạch hết rồi. Bây giờ mình chỉ việc là mình cắt ra cái miếng nó to to nha. Thịt kho tàu thì mình phải cắt cái miếng to như thế này nè. Thịt thì các bạn nên mua cái thịt heo nóng nha. Nếu mà mua phải cái thịt heo đông lạnh á, thì khi mình kho cái món ăn thịt kho tàu nó sẽ không có được ngọt ngon mà nó bị mềm nhũng, ăn không có được ngon nha các bạn. Đó, những cái miếng thịt rất là ngon luôn nè. Mình thích ăn vừa mỡ vừa nạc như thế này nè các bạn. Ở đây mình có bắt sẵn lên bếp một cái nồi nước ha. Và nước sôi rồi thì mình sẽ cho cái phần thịt vào. Cái này là mình trụng sơ cho nó được sạch và trong á các bạn. Khi mình kho á, cái nước dùng của mình nó sẽ rất là trong. Mình bỏ vào và 3 phút. Sau 3 phút thì mình sẽ vớt ra nha các bạn. Rồi sau 3 phút mình sẽ vớt ra. Mình cho ra một cái rổ này luôn cho nó rõ nước nha. Khi rõ nước rồi thì mình cũng đi ướp luôn nha các bạn. Phần bột ngọt mình sẽ cho vào hết luôn. Phần đường thì mình sẽ cho vào phân nửa và mình chừa lại phân nửa nha. Phân nửa đường này thì mình sẽ làm cái phần nước màu á. Nước mắm thì mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh. Mình không có cho hết nha các bạn, mình ướp trước thì mình cho một ít thôi. Cho nhiều quá thì cái phần thịt của mình nó sẽ bị mặn và không có ngon. Rồi cái phần tỏi này mình cũng cho vào hết luôn. Mình sẽ trộn đều lên để ướp nha các bạn. Thịt này thì mình sẽ ướp là 1,5 tiếng nha. Nếu mà có nắng thì mình sẽ đem ra nắng mình phơi, còn các bạn không có nắng thì thôi. Mình đem ra nắng phơi thì sẽ giúp cho cái miếng thịt mình nó kho lên đó các bạn. Nó trong rất là ngon và thơm nữa. Trong thời gian chờ đợi ướp thì mình sẽ đi luộc cái phần trứng vịt. Các bạn thấy trứng của mình rất là to luôn ha. Chà bá lửa luôn. Ở đây thì mình có bắt lên bếp luôn nè. Các bạn không cần đợi nước sôi nha. Nước lạnh thì mình cho vô luôn. Và mình cho vào đây là 2 muỗng canh muối, 2 muỗng canh vung luôn nha các bạn. Để khi mà mình lột cái vỏ nó sẽ dễ hơn. Tại vì hột vịt mới á, cái vỏ nó rất là khó lột. Còn hột vịt cũ thì mình luộc sao cũng được, nó cũng rất là dễ. Ở đây thì các bạn luộc cho chín là được nha. Khi mà nó chín rồi thì mình sẽ vớt ra cái thau nước lạnh này để cho nó nguội, mình dễ lột hơn. Đó, trời ơi, cái trứng nào trứng nấy nó chà bá luôn á. Các bạn luộc thì cho muối nhiều nhiều vô không có sao hết trơn á, thì mình lột rất là dễ luôn. Rồi đây là phần trứng mình đã lột xong hết cái vỏ rồi nè.
quay sang cái phần thịt mình nè các bạn. Đó, mình đem ra nắng mình phơi nè. Rồi bây giờ thì sau 1 tiếng rưỡi mình ướp và phơi nắng đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ đem đi kho luôn. Ở đây mình bắt lên bếp một cái nồi mở lửa nhỏ thôi. Cái phần đường còn lại đó mình sẽ cho vào hết luôn nha các bạn. Mở lửa nhỏ từ từ thôi để cho cái phần caramel này nó lên màu nha. Nếu mà ở nhà các bạn có nước màu rồi thì bỏ qua cái bước này cũng được. Mình cho chút xíu đường vô. Đó, cái màu caramel nước màu của mình á, nó sẽ hơi vàng cánh gián thôi nha các bạn. Đừng có đậm quá, đậm quá thì cái món thịt kho tàu của mình nó lên cái màu không có đẹp. Cái này thì mở lửa nhỏ, thật nhỏ nha. Rồi mình cho cái phần thịt vô mình đảo đều lên. Trời ơi, các bạn thấy cái màu nó lên rất là đẹp luôn ha. Mà thơm nữa. Cái thịt kho mà mình cho vào một cái nó thơm, thật là thơm luôn á. Nếu mà ở nhà các bạn có cái phần nước màu rồi á, thì mình sử dụng phân nửa cái phần đường hồi nãy mình chia sẻ thôi nha. Tại vì mình sử dụng là 4 muỗng canh đường, mình chia ra là một nửa để mình ướp, một nửa để mình làm nước màu á. Rồi khi mà nó đã săn lên rồi đó các bạn, mình sẽ cho cái phần nước dừa vô. Mình nhớ là mua nước dừa hơi cứng cại chút xíu để cho cái phần nước dừa nó ngọt nha các bạn. Rồi đây mình có sử dụng thêm là 700ml nước lọc nữa nha. Cái phần nước mắm còn lại thì mình cũng cho vào hết luôn. Bây giờ mình sẽ mở lửa thật là lớn để cho nó sôi lên nha các bạn. Đó, cái màu nước kho của mình rất là đẹp luôn nè. Khi mà nó chuẩn bị sôi trở lại thì có những cái phần bọt mình sẽ vớt bỏ đi nha, để cho cái nước kho của mình nó được trong đó các bạn. Khi mà vớt bọt xong rồi đó thì mình sẽ giảm lửa nhỏ lại. Các bạn nhớ là giảm lửa nhỏ lại và mình kho với lửa nhỏ liu riu á. Đó, mình kho từ từ thì cái món thịt kho của mình nó mới thấm mềm và rất là thơm ngon. Còn mà mình mở lửa lớn quá đó thì nó chỉ rút nước thôi, cái thịt mình nó không được ngon đó các bạn. Và lưu ý một cái nữa là mình không có đảo hoài nha. Các bạn cứ việc mình mở lửa nhỏ mình để đó đi, đừng có đợi đảo đảo hoài thì cái phần nước là nước kho của mình nó sẽ bị đục á, nó không có được trong nha các bạn. Sau khi mà mình kho được 30 phút rồi thì bây giờ mình sẽ cho cái trứng vịt vô. Các bạn thấy là cái nước kho của mình nó trong veo luôn á. Nhớ là trong lúc kho đừng có đảo hoài. Đảo hoài là cái nước kho nó đục ngầu luôn á các bạn. Mình thích cho cái trứng vịt nó thấm thấm á, cho nên là mình cho sớm nha. Còn các bạn nào mà không thích thì mình có thể cho trễ một chút. Rồi mình cứ việc mình kho với lửa riu riu thôi nha các bạn. Rồi cái nước nó trong veo mà thơm nữa. Và sau khi mà mình kho được 2 tiếng đồng hồ với lửa nhỏ nha, thì các bạn sẽ thấy là thịt của mình nó lên cái màu đẹp ghê chưa nè. Mà cái nước kho nó cũng trong nữa các bạn. Bây giờ thì thịt và cái hột vịt nó đã thấm rồi, rất là thơm ngon rồi đó các bạn. Cái này thì nếu mà mình ăn liền thì mình sẽ kho cho nó mềm luôn. Còn các bạn mà không ăn liền thì mình kho tầm 1 tiếng rưỡi và qua ngày sau các bạn hâm lại cũng được ha. Như vậy thì món thịt kho của mình nó càng ngon nữa. Ở đây mình ăn liền thì mình sẽ kho là 2 tiếng đồng hồ nha. Đó, sau 2 tiếng rồi nè, thịt kho lên màu rất là đẹp luôn, mà thơm phức luôn á các bạn. Với một cái cách kho đơn giản thôi là mình đã có một cái nồi thịt kho tàu cho ngày Tết rất là thơm ngon rồi. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp và mình múc ra cho các bạn coi cái miếng thịt của mình nó ngon nha. Đó, các bạn thấy nó mềm coi nè, trời ơi, rất là ngon luôn á. Mà một cái màu nó lên cũng đẹp nữa. Đó, nước kho nè, trong veo luôn. Rồi, như vậy là đã xong cái món thịt kho tàu của mình rồi đó các bạn.
rất đơn giản và dễ làm ha. Thì ở nhà mình là sử dụng nước mắm Hương Thịnh 25 độ đạm nha. Cho nên là tùy vào cái nhà mình sử dụng nước mắm, các bạn có thể nêm nếm lại theo khẩu vị của mình nha. Tại vì nước mắm nó cũng có cái độ mặn nhạt khác nhau đó. Bây giờ mình sẽ vẽ ra cho các bạn coi cái phần thịt nè. Đó, nó mềm mà không phải là nó mềm xèo đâu các bạn. Nó mềm mà vẫn còn dính cái phần thịt vào nè, không có bị rời rạc, rất là ngon luôn. Cái này thì mình để qua một ngày đó, qua ngày sau các bạn hâm lại thì nó càng ngon nữa nha. Thịt kho tàu là mình kho hai lửa đó các bạn, thì nó càng ngon nữa đó. Video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêu quý thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Món thịt kho tàu này Tết mình kho để ăn Tết rất là ngon luôn.